Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Thưa quý vị, con người muốn đạt được thành công phải hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có nghĩa là phải nắm bắt được đúng thời điểm mới mong có được thành công. Theo đó, các chuyên gia tử vi tâm linh cũng chỉ ra rằng có 6 con giáp nếu không thức thời nắm bắt thiên cơ, chắc chắn sẽ gặp vận đen, cẩn thận vỡ nợ, mất trắng, tán xa bại sản, bạn bè xa lánh mà người thân cũng hắt hủi tránh xa. Vậy thiên cơ được tiết lộ là gì và những con giáp này cần phải làm gì để tránh được vận đen đeo bám? Những con giáp này đen đủi trong ngày nay là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Tý. Ngày hôm nay lâm vào cục diện thổ khắc thủy là nguyên nhân khiến người tuổi Tý cảm thấy vô cùng mệt mỏi trong ngày hôm nay. Bản mệnh cảm thấy mình là người thừa trong gia đình vì không được bất cứ ai tôn trọng ý kiến. Có lẽ những mâu thuẫn, bất đồng đã tồn tại trong gia đình bạn quá lâu mà không được ai chủ động giải quyết. Có lẽ những mâu thuẫn, bất đồng đã tồn tại trong gia đình bạn quá lâu mà không được ai chủ động giải quyết nên chuyện mới rơi vào tình trạng này. Việc hàn gắn quan hệ là rất khó, song bạn hãy thử là người cố gắng, đừng chán nản buông xuôi. Kiếp tài chiếu mệnh, phương diện sự nghiệp cũng chẳng hanh thông khi bản mệnh thường xuyên bị đồng nghiệp cô lập. Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, hãy dành thời gian nhìn nhận bản thân, xem cách hành xử cũng như những quyết định của mình đã đúng đắn chưa. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Mão. Mộc khắc thổ cho thấy các mối quan hệ xã giao của người tuổi Mão đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những người càng tỏ ra sời lời với bạn lại càng dễ tính toán, đẩy bạn vào bẫy hơn. Vì thế bản mệnh tốt nhất không nên cả tin, hãy luôn giữ vững định hướng của mình. Với người làm kinh tế, chuyện kinh doanh luôn không ngừng biến động, có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Nếu bạn chủ quan, tức là bạn đang tạo cơ hội cho đối thủ lợi dụng vươn lên đấy. Với người làm công ăn lương, công việc dậm chân tại chỗ khiến bạn khó nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng mong muốn. Đây là lúc bạn cần thay đổi cách thức làm việc, chủ động hợp tác với mọi người xung quanh. Hung tinh đại hao xuất hiện còn là dấu hiệu cảnh báo bạn dễ mất tiền vào những việc không chính đáng. Bản mệnh chớ nên cả tin nghe theo lời của những người không thực sự hiểu rõ. Nếu không, dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Người độc thân cũng chớ vội siêu lòng trước lời ngon tiếng ngọt của những kẻ mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu muốn biết đối phương có thực lòng với mình hay không, bạn cần quan sát hành động thực tế của người đó, chứ không phải những lời nói suông. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Thìn. Xét là số tử vi của những gia chủ tuổi Thìn cho thấy, dưới ảnh hưởng của cục diện Thìn Tuất là tương xung, vậy nên người tuổi Thìn thường phải đối diện với những sự cố không mong muốn. Có vẻ như những chuyện bạn vốn đã làm rất quen tay cũng vẫn sẽ xảy ra rắc rối nếu bạn không tập trung. Với những người làm ăn kinh doanh, bản mệnh thường xuyên phải đối diện với sự chèn ép, cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ. Điều này khiến bạn rất đau đầu, mệt mỏi, thậm chí những người mới chập chững vào nghề nghĩ tới việc bỏ cuộc. Thời điểm này bạn khó nắm bắt được cơ hội, thậm chí dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt thì bạn cũng dễ bỏ lỡ vì thái độ chần chừ, do dự, thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình. Người làm kinh doanh buôn bán dễ vướng phải tranh cãi với khách hàng của mình khiến đồng tiền khó đổ về trong túi. Bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, hành xử nóng nảy gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh để có thể bình tĩnh, phân tích các vấn đề và tìm ra lối hành xử phù hợp nhất. Nếu làm mất lòng khách hàng thì về lâu về dài bạn cũng là người chịu thiệt mà thôi. Thổ vượng khuyên bản mệnh chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Mùi.
Tương hình giáng họa, người tuổi Mùi quá kiêu ngạo nên thường tự đề cao bản thân mình và hạ thấp những tác động bên ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rất dễ vướng phải các lỗi sai không dễ gì khắc phục. Dù là làm người lãnh đạo hay là chỉ nhân viên, bạn đều cần sự kiên tốn và có thể lắng nghe, học hỏi mọi người xung quanh, bởi ai cũng có những điểm hay xứng đáng để bạn học tập. Kiến thức của bạn vốn chỉ là một phần rất nhỏ, thời điểm này bạn khó nắm bắt được cơ hội, thậm chí dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt thì bạn cũng sẽ bỏ lỡ vì thái độ chần chừ, do dự, thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình. Người làm kinh doanh buôn bán dễ vướng phải tranh cãi với khách hàng của mình, khiến đồng tiền khó đổ về trong túi. Bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, hành xử nóng nảy gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh để có thể bình tĩnh, phân tích các vấn đề và tìm ra lối hành xử phù hợp nhất. Nếu làm mất lòng khách hàng thì về lâu về dài, bạn cũng là người chịu thiệt mà thôi. Thổ vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Năm tuổi Tuất, thiên quan giáng họa, người tuổi Tuất nên hạn chế mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay. Dù quan điểm của bạn có đúng đi nữa mà cách truyền đạt không lọt tai thì bạn cũng không thể thuyết phục được đối phương. Thời điểm này các mối quan hệ của bản mệnh gặp phải nhiều khúc mắc, thậm chí có người rơi vào cảnh bị người thân, bạn bè phản bội vì lợi ích. Đối diện với tình trạng này, bạn có thể thất vọng nhưng đừng quá bi quan. Hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn nhận rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu và không cần tốn thêm thời gian cho những mối quan hệ không xứng đáng. Hãy tập trung vào các nhiệm vụ của mình và đừng dành quá nhiều thời gian để oán trách. Càng có thái độ tiêu cực, bạn càng dễ mắc phải lỗi sai. Ở chiều ngược lại, những người có chức có quyền không nên nghĩ tới việc dùng quyền lực của mình để chèn ép, thao túng người khác. Nếu bản mệnh làm việc không đúng đắn thì tương lai bạn sẽ phải hối hận vì phải trả giá đắt. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi, thổ khắc thủy, người tuổi Hợi không tìm được tiếng nói chung với người thân hoặc bạn bè vì dễ rơi vào cảnh cô đơn chán nản. Bạn nên cởi mở hơn trong suy nghĩ để sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mọi người, đồng thời tự suy xét lại bản thân. Việc hợp tác đầu tư cần được suy tính thật cẩn trọng trong thời điểm này, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nghe theo lời dụ dỗ, rủ rê. Đặc biệt bản mệnh cần hạn chế hùn vốn làm ăn với bạn bè hoặc người thân thiết để tránh những tranh chấp về sau. Dù muốn làm giàu nhanh đến mấy cũng đừng nghĩ đến việc hãm hại, chiếm công của người khác. Nếu bạn làm việc xấu thì dễ vướng vào thị phi, làm xấu hình ảnh của bản thân, thậm chí dính líu tới pháp luật. Hơn nữa, người tuổi này cũng có mối quan hệ xã giao khá phức tạp, khuyên bạn nên gạt bỏ những mối quan hệ không cần thiết để dành thời gian nhiều hơn cho người thân, không nên lấy lý do công việc để ra ngoài giao lưu quá nhiều. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 12 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.